tức là tôi vẫn ghi hình lại cái bài giảng, rồi sau đó tôi sẽ để cái đường link lên trang môn học của lớp để các chị xem lại bài nếu cần. Chiều nay là lớp mình là lớp lớp 1 phải không? Lớp trưởng bật mic lên nói giúp nha. Dạ phải ạ. À. À rồi, cảm Dạ ơn. mình lên lớp 1 ạ. Rồi, cảm ơn. Hôm nay là thứ 3. Ngày 11 tháng 1 năm 2022. Buổi chiều nay thì chúng ta đi vào cái nội dung đầu tiên là các khái niệm cơ bản liên quan đến hàm nhiều biến số. Và sau đó chúng ta qua cái phần là giới hạn. Hàm nhiều biến. Hoặc là mã là các khái niệm. Về hàm nhiều biến. Các khái niệm về hàm nhiều biến số. Bây giờ có một câu hỏi đặt ra là các anh chị hỏi tại sao không gộp luôn cái phần giải tích hàm nhiều biến, tức là môn vi tích phân 2B, với giải tích hàm mục biến, tức là vi tích phân mục B chúng ta đã học học kỳ 1, tại sao không gộp chung luôn mà lại chia thành hai cái môn học riêng rẽ vậy? Thì cái câu trả lời là một cái cách giải thích. Và ví dụ như trong trường hợp hàm mục biến đi, trường hợp hàm mục biến thì khi x tiến vĩ chia rô, chúng ta xét phần giới hạn hàm số chẳng hạn. X tiến vĩ chia rô thì các anh chị thấy là có hai hướng tiến. X tiến về x chia rô theo cái hướng này, có nghĩa là x tiến về x chia rô trừ. X nhận những giá trị rất gần x chia rô và nhỏ hơn x chia rô tí xíu. Rồi cái hướng thứ hai là x phía trên này tiến xuống. À. Và với cái hướng thứ hai này thì chúng ta biết rằng là x nhận những giá trị rất gần x chia rô nhưng mà lớn hơn x chia rô tí xíu. Nói cách khác là cái quá trình này là x tiến về x chia rô cộng giới hạn bên phải. Như vậy có nghĩa là x tiến về x chia rô thì chúng ta thấy rằng là có hai cái hướng. Có hai cái hướng tiến. Có hai cái hướng để mà tiến về x chia rô. Cái số hướng tiến các chị thấy là có hai hướng thôi. À. Bây giờ đối với trường hợp hàm hai biến số, thì rồi M là một điểm có tọa độ là x0, y0 đi. Y0, y0. Em mà zero đi các chị ha, cho nó có vẻ cụ thể. Rồi. Bây giờ em mở đây. Em mở là một điểm có tọa độ xy.
Vẽ ra thì nó hơi tùm lum chút nhưng mà cũng nên vẽ cho nó cụ thể. M là điểm có tọa độ xy. Bây giờ các anh chị hình dung là cho điểm M này chạy về M0, tức là chúng ta mô tả cái quá trình xy tiến về x0, xy tiến về x0. À, nói cách khác là trên cái hình vẽ đó, thì bây giờ cái điều chúng ta cần là cho M chạy về M0. Thì các anh chị thấy là có nhiều cái cách để M chạy về M0. Đây là một cách ha. Rồi ví dụ đây là cách thứ nhì anh chị ha. Rồi ví dụ đây là cách thứ ba, rồi vân vân. Rồi ví dụ như đây là cách thứ tư. Như vậy nói cách khác là chúng ta dễ thấy là có vô số hướng để cho xy chạy về x0 anh chị ha. Hai chấm là có vô số hướng vậy ha. Và như vậy chúng ta thấy ở cái trường hợp thứ nhất, x tiến về x0 chúng ta thấy là có hai hướng tiến, hay nói cách khác là cái số hướng tiến là hữu hạn, số hướng tiến là hữu hạn ha. Còn ở đây xy tiến về x0 chúng ta thấy có vô số hướng tiến, hay nói cách khác là cái số hướng là vô số, vô hạn, vô hạn. À thì các anh chị hình dung trong toán thì cái trường hợp hữu hạn với vô hạn là nó hoàn toàn khác ha, hoàn toàn khác. Đó cho nên là, nhưng mà bây giờ mình so sánh giữa hàm, đó là hàm một biến với hàm hai biến ha. Bây giờ mình so sánh giữa hàm hai biến với ba biến thì mình thấy như sao? Trường hợp hàm ba biến, hay nói cách khác là bây giờ chúng ta mô tả cái quá trình là xyz tiến về x0, y0, z0 ha. Thì các anh chị hình dung như thế nào? Rồi bây giờ ví dụ mình xét điểm M0 ở đây đi. Đây là x0, đây là y0, còn z0 thì đây. Ở đôi khi ví dụ yêu cầu các anh chị vẽ cái điểm M0 trong không gian có hoành độ là x0, tung độ là y0 và độ cao là z0. Tuy nhiên là vẽ được các anh chị ha. Đó thì cơ bản lớp 12 rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta hình dung M ví dụ nằm ở đây đi. Khỏi vẽ cái tọa độ xyz của M ra cho nó rõ, nó đỡ rối các anh chị ha. Đó, M là một điểm trong không gian 3 chiều. Bây giờ điểm M nằm ở đây thì các anh chị thấy rằng là M chạy về M0. Rõ ràng các anh chị thấy là cũng có vô số hướng tiến anh chị ha, cũng có vô số hướng.
Vô số hướng tiến. Vô số. Vậy nào? Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là cũng có vô số hướng. Như vậy chúng ta thấy là giữa hàm mà 2 biến với 3 biến thì chúng ta thấy là bản chất toán nó lại giống nhau ha. À, bản chất toán các chị thấy nó lại giống nhau. À, do vậy cho nên là giữa hàm 2 biến, 3 biến, 4 biến trở lên thì bản chất toán nó lại giống nhau. Trong khi 1 biến với 2 biến bản chất toán nó khác. Bởi vậy cho nên là cái phần hàm 1 biến người ta tách riêng thành một cái môn học riêng, đó là giải tích hàm 1 biến. Hay nói cách khác là tùy theo trường. Tùy theo trường mà họ đặt cái tên các chị ha. Trường khoa học tự nhiên thì đặt tên là môn vi tích phân giải tích hàm 1 biến, đặt tên là môn vi tích phân 1. Vi tích phân 1A, vi tích phân 1B, vi tích phân 1C. Còn đối với sinh viên ngành toán thì họ học sâu thêm một chút, có giải tích ha, có giải tích 1A. Không biết hình như giải tích 1A có phải không? Hình như đúng. Sinh viên khoa toán á, giải tích 1A, giải tích 2A, giải tích 3A. Còn đối với sinh viên không phải ngành toán thì mình học vi tích phân 1. Và từ trường hợp hàm 2 biến, 3 biến, 4 biến trở lên thì các bạn chắc toán nó giống nhau. Bởi vậy người ta nhập chung lại thành một cái môn học, người ta gọi là giải tích hàm nhiều biến. Giải tích hàm nhiều biến. Hoặc là nói cách khác là phép tính vi tích phân của hàm nhiều biến số. Thì gộp chung lại thành một cái môn học. Đó là môn đối với khoa của mình, ngành của mình thì gọi là vi tích phân 2B. Ý tưởng như vậy. Tôi giải thích một chút về cái chỗ vì sao lại để riêng cái môn học như thế ha, giữa một biến với hai biến là để riêng. Tôi đang ở phần một la mã là các khái niệm. Một nhỏ. Ví dụ các chị hỏi rằng là trong thực tế thì những cái vấn đề gì mình gặp cái trường hợp hàm nhiều biến số, những cái vấn đề gì phải không? Thì tôi đang lấy cái comba. Chúng ta xét cái hình tròn có bán kính R. Thế thì chúng ta biết rằng là cái diện tích của hình tròn này được tính bằng bình phương bán kính nhân với pi, pi nhân với bình phương bán kính. Thế thì lúc này chúng ta biết rằng là người ta nói rằng diện tích của hình tròn là một hàm số theo biến số là bán kính R. À, diện tích hình tròn là một hàm số theo biến số là bán kính R của dĩ nhiên của hình tròn rồi ha. Rồi thì đó là tôi nhắc lại một cái ví dụ về hàm một biến số. Còn bây giờ ví dụ hàm hai biến đi. Hàm hai biến số. Rồi. Bây giờ ví dụ các anh chị xét hình chữ nhật có hai kích thước theo phương nằm ngang là x, kích thước theo phương thẳng đứng là y. À, đơn vị độ dài ha. Thế thì lúc này chúng ta biết rằng là diện tích của hình chữ nhật này sẽ được tính bằng x nhân nhân y. Thế thì lúc này chúng ta nói rằng là diện tích hình chữ nhật là một hàm số theo hai biến số
là hai kích thước của hình chữ nhật. Diện tích hình chữ nhật là một hàm số theo hai biến số, theo hai biến số là hai kích thước x, y của hình chữ nhật. Chúng ta xét ví dụ tương đối đơn giản vậy thôi cho nó rõ. Các anh chị ha. Như vậy vừa rồi đó là cái ví dụ minh họa trường hợp hàm hai biến. Và này tí nữa mình mới dùng tới. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta minh họa cái trường hợp hàm ba biến. Đây, ví dụ chúng ta xét hình hộp chữ nhật có ba kích thước là x, y, z. Chiều dài, ví dụ chiều dài là x, chiều rộng là y và chiều cao là z. Thế thì chúng ta biết rằng là thể tích của hình hộp chữ nhật này sẽ được tính bởi là x nhân y nhân z. Thế thì lúc này chúng ta nói thể tích của hình hộp chữ nhật là một hàm số theo ba biến số là ba kích thước x, y, z của hình hộp chữ nhật. Thể tích hình hộp chữ nhật là một hàm số theo ba biến số là ba kích thước x, y, z của hình hộp chữ nhật. Được anh chị ha. Thì bên trên đó là vài cái ví dụ tương đối đơn giản, tức là nó có trong thực tế. Nào nào.
Chúng ta sẽ thêm một số cái ví dụ cụ thể là ta làm vài cái bài tập nhỏ có trong kỳ cuốn tiếng Anh. Ví dụ 1. Ta làm bài 1 ở đây chẳng hạn. F của xy bằng x bình y chia cho 2x trừ y bình. Câu A. Tìm F tại tìm làm viết cái đề cái mình giải luôn các anh chị ha. F tại 1, 3 em dấu chấm phẩy đi cho nó rõ. F tại 1, 3 như vậy có nghĩa là thay chỗ nào có chữ x các anh chị thay bởi số 1 và chỗ nào có chữ y các anh chị thay bởi số 3. Ở đây mặc định là số đứng trước là giá trị của x, số đứng sau là giá trị của y ha. Thay x bởi số 1 là 1 bình phương nhân y là nhân với 3 chia 2 nhân 1 trừ đi 3 bình phương. Chúng ta được chữ mẫu là 3 bình là 9, 2 trừ 9 là trừ 7. Như vậy 3 chia trừ 7 các anh chị thấy rằng là trừ 3 phần 7 ha. Trừ 3 phần 7. À, đó là câu A. Câu B. Tìm F tại trừ 2, trừ 1. Chỗ nào có x các anh chị thay bởi trừ 2, chỗ nào có y thay bởi trừ 1. X bình tức là trừ 2 đem bình. Nhân y là nhân với trừ 1. Chia cho 2x là 2 nhân với trừ 2. Rồi trừ đi y bình là trừ đi trừ 1 đem bình phương. Được mấy các anh chị ha? Trừ 2 đem bình là 4 nhân với trừ 1 là trừ 4. Chữ mẫu là trừ 4 trừ đi trừ 1 bình là bằng trừ 1 là trừ 5. Như vậy đáp số sẽ là 4 chia 5. Rồi, yêu cầu thứ 3. Tính F tại x cộng h. Y. Thế thì chúng ta thấy rằng là điều này có nghĩa là cái số đứng trước á là đóng vai trò là x, số đứng sau đóng vai trò là y. Thì có nghĩa là chúng ta thay x ở đề bài bởi x cộng h, các chị thấy không? Chỗ nào có x ở đề bài chúng ta thay bởi x cộng h, và chỗ nào có y ở đây mình vẫn thay bởi y thôi. Cho nên đề bài là trình tự là x bình nhân y, x bình thay bởi x cộng h đem bình nhân với y. Giữ mẫu là 2 nhân với x thay bởi x cộng h. Rồi trừ đi y bình phương. Biểu thức này thì nó như thế thì cứ để đó thôi, còn không thì khai triển ra cho nó vui thôi. X bình nhân với y cộng với 2 x h y cộng với h bình y chữ mẫu là 2x cộng 2h trừ y bình. Rồi đây ta làm xong yêu cầu của ví dụ đó. Tính fxx
Nghĩa là sao? Nghĩa là chỗ nào có x, à, chúng ta vẫn thay bởi x luôn. Còn à, phía sau chỗ nào có y, mình cũng thay bởi x. Cho nên đề bài các anh chị thấy rằng là tiên tử là x bình nhân y, chúng ta viết lại là x bình nhân với x dưới mẫu là 2x trừ đi y bình là thay bởi x bình. Này nó cũng tương đối đơn giản các chị ha, phải khái niệm ban đầu thôi mà. Đơn giản tử và mẫu được cho x phải ha, thì các anh chị thu được à... không mình cứ để nguyên đó đi. X mũ 3 chia 2x trừ x bình. Nếu mình đơn giản thì phải có cái điều kiện x khác không? X bình chia cho 2 trừ x. Bản đơn x khác không? Rồi, thì đó là vài cái ví dụ mở đầu. À, chúng ta xét ví dụ tiếp theo. À, là bài số 3 đây đi. Giả sử Rxy bằng x bình nhân với log na 3 của x cộng y. Câu A. Tính R tại 3, 1. Tính R tại 3, 1. Thế vô luôn thôi các anh chị. Chỗ nào có x bằng 3, chỗ nào có x thì các anh chị thay bởi số 3. 3 bình phương. X thay bởi số 3. Y thì thay bởi số 1. Như vậy chúng ta được 9 nhân với log na 3 của 4. 9 log 4. Hoặc là thành 18 log 2 cũng được. Ha. Câu B. Tìm và vẽ miền xác định của R từ domain đó là miền xác định. Tìm và vẽ miền xác định. Của R. À, mình xử lý cái này như thế nào các chị ha? Tìm và vẽ miền xác định của R. Thì chúng ta thấy là hàm R mà xác định khi và chỉ khi cái biểu thức bên trong logarit đó phải dương, x cộng y lớn không. Vậy miền xác định của hàm R là tập hợp tất cả các bộ gồm hai số thực xy sao cho x cộng y lớn không. Đó là một cách viết các anh chị ha, là cái cách mình nêu cái tập xác định là vậy đó các anh chị đó ha. Rồi bây giờ vấn đề đặt ra là mình vẽ cái miền xác định, vẽ là sao? Vẽ miền xác định vẽ là sao? Tới chỗ này thì tôi đoán là đôi khi nhiều bạn là không làm được đó nha, đôi khi quên. Thật ra vì sao tôi dùng cái từ quên? Lý do là vì cái việc mà vẽ cái miền xác định, tức là vẽ cái tập hợp tất cả các điểm có tọa độ xy sao cho x cộng y lớn hơn không. Thì nếu chúng ta nhớ lại thì chúng ta biết rằng đây là cái nội dung có trong phần đại số năm lớp 10, giải bất phương trình bậc nhất hai ẩn số. À, nó thuộc cái nội dung là
giải bắc phương trình. Bậc nhất nhưng mà hai ẩn số. Nó thuộc cái nội dung là đại số 10. Tôi nói rõ như thế để chi, để các anh chị quen thì mình thỉnh thoảng hoặc là mình về mình muốn xem thêm bài đó thì mình lấy cái file sách đại số lớp 10 bây giờ là cũng có nhiều trên mạng đó, thì chúng ta có thể, nếu mà sách cũ chúng ta không còn lưu thì các cái file PDF về đại số lớp 10 trên mạng chúng ta xem thêm. Rồi, ở đây tôi chỉ nói lại cái cách vẽ cái miền này luôn thôi. Tôi không có giải thích nó dài. Chung là cách làm như sau. Chờ vẽ nè. Cái thứ nhất vẽ hệ trục tọa độ OXY. Cái thứ hai, bây giờ mình vẽ đường thẳng có phương trình x cộng y bằng 0. X cộng y bằng 0 nha. Thì chúng ta thấy cho x bằng 0, đây mình ghi chú chỗ nào, vẽ delta có phương trình x cộng y bằng 0. Cho x bằng 0, y bằng 0 đi qua góc tọa độ, anh chị thấy không? Rồi ví dụ cho x bằng 1 đi. Cho x bằng 1, y bằng -1. Rồi mình lấy x bằng 3, y bằng -3 đi ha, cho nó lớn lớn chút ha. Rồi, các anh chị nối hai điểm đó thành một đường thẳng. Gì vậy? Đây là đường thẳng delta có phương trình x cộng y bằng 0. Rồi. Bây giờ tôi, các anh chị thấy là đường thẳng delta này nó chia mặt phẳng ra làm hai nửa. Các anh chị ha, chia mặt phẳng ra làm hai nửa, nửa phía trên và nửa phía dưới ha, nửa phía trên và nửa phía dưới. Ví dụ để chỉ nửa phía trên thì ví dụ như tôi nói rằng là nó chứa cái điểm có tọa độ là 33 đi. Hoặc là tôi nói không như vậy nó quá phức tạp, không cần thiết. Giờ ví dụ tôi nói nó chứa điểm có hoành độ là 0, tung độ là 3 đi. Ví dụ chứa điểm A đi. Điểm A là điểm có hoành độ là 0, tung độ bằng 3. Thế thì bây giờ bước thứ nhì. Các anh chị thay tọa độ điểm A vào cái bắc phương trình x cộng y lớn hơn 0. X cộng y lớn hơn 0. Mình thay tọa độ điểm A vào.
ví dụ này là một đi, thay tọa độ điểm A vô, thì một tương đương với các anh chị thấy là gì? Thay x bởi số 0, thay y bởi số 3, chúng ta được là 0 cộng 3 lớn hơn 0. Rõ ràng đây là một bắc năng thức đúng. Mà bắc năng thức đúng, bắc năng thức này đúng nói lên điều gì các anh chị biết không? Nói lên là cái bộ số x bằng 0, y bằng 3 là một nghiệm của bắc phương trình. Ha. Suy ra là x bằng 0, y bằng 3 chính là điểm A đó, là một nghiệm. Của bắc phương trình. Là một nghiệm của bắc phương trình x cộng y lớn 0. Thì từ đây, từ đây các anh chị suy ra nửa mặt phẳng mà chứa A cũng là miền nghiệm của bắc phương trình đó luôn. Thể hiện, ví dụ một cách thể hiện như thế này. Mũi tên như thế này đây ha. Mũi tên đó, ví dụ đó là cái cách thể hiện là cái phần đó mình lấy đó. Nên nửa mặt phẳng chứa A tọa độ 0,3 là miền nghiệm của bắc phương trình đã cho. Tới đó là coi như kết thúc cái việc trình bày cái lời giải là vẽ miền nghiệm của bắc phương trình x cộng y lớn 0. Nhưng mà nên nửa mặt phẳng, hình như tới đây thật ra là mình cũng nên kết luận thêm cái bước kết luận. Miền nghiệm của bắc phương trình x cộng y lớn 0 là nửa mặt phẳng như hình vẽ. Họ nói thêm là nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng x cộng y bằng 0 như hình vẽ, và không lấy biên. Quan trọng ở đây là không lấy biên. Cho nên cái chỗ này các anh chị biết làm sao? Nếu mà vẽ cho nó chính xác thì mình phải thêm cái đúng ra nãy mình phải cân nhắc. Tôi hơi ẩu ban đầu. Mình vẽ cho đúng và là vẽ sao các anh chị biết không? Đường nét đứt. Tôi phải tô lại thôi. Là vì cái đường thẳng này không lấy đó cả lớp. Không lấy. Như ví dụ như mình thi mà mình vẽ cái đường nét liền là nó không đúng. Quy ước trong toán cái này là dĩ nhiên tùy cái quy ước. Ở đây là thường người ta quy ước là cái không lấy biên thì cái biên đó là đường nét đứt. Các chị ha, phải đường nét đứt mới đúng. Nãy tôi kê thước tôi vẽ cái đường nét liền là tôi cũng hơi ẩu, chưa có cân nhắc rõ vấn đề. Rồi,
Nếu các anh chị cảm thấy như thế nó vẫn chưa rõ lắm, tức là cái miền theo cái mũi tên đó nó chưa rõ lắm thì có nhiều cách thể hiện khác. Ví dụ như các anh chị có thể đánh dấu nguyên như thế này chẳng hạn. Chua ra đây mình ghi chú đây là miền nghiệm. Của x cộng y lớn 0. Và dĩ nhiên, đây cũng chính là miền xác định, vẽ miền xác định của hàm số đã cho rồi. Đây là d của r đó. Là nửa mặt phẳng có bờ là đường x cộng y bằng 0 và không lấy biên. Nửa mặt phẳng vô hạn về phía trên đó. Các chị. Dĩ nhiên là có nhiều cách thể hiện, có nhiều cách trình bày, đây chỉ là một cách viết thôi. Đây chỉ là một cách viết thôi. Câu của C. Tìm miền giá trị của hàm Re. Tìm miền giá trị của hàm Re. Đây chú ý lại là Re xy bằng x bình nhân với log na ba của x cộng y. Thì bây giờ mình một cách trình bày như thế nào? Mình nói với x cộng y lớn 0. Thì log na ba của x cộng y, các anh chị thấy đâu có giới hạn gì đâu, nó đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng luôn thôi. Và x bình thì lớn bằng 0, cho nên mình nhân với một số mà đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng thì cũng vậy thôi. Nên x bình nhân với log na ba của x cộng y cũng đi từ trừ vô cùng cho đến cộng vô cùng thôi. Vậy miền giá trị của ra là, thường là ký hiệu chữ T các anh chị ha, thường ký hiệu vậy, và đó là R đi từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng thì cũng chính là tập số thực R. Rồi. Bây giờ ví dụ tôi minh họa thêm cái không phải minh họa thêm mà gọi là phải xét một ví dụ mới đó, chứ mình không xét tiếp ví dụ này được. Ví dụ vẽ đồ thị hàm số fxy
3 trừ x trừ y. Vẽ đồ thị của hàm hai biến. Tuy nhiên ở đây tôi vẽ tay, tôi chọn một ví dụ tương đối nó có vẻ tầm thường ha, tương đối tầm thường, tức là nó quá dễ mà thì gọi là từ gọi là tầm thường. Vẽ đồ thị hàm số này. Vậy. Đặt z bằng fxy. Như vậy là 3 trừ x trừ y. Như vậy tương đương với, tôi có thể viết lại là x cộng y cộng z bằng 3. Và rõ ràng đây là mặt phẳng ha. Đây rõ ràng chính là phương trình của mặt phẳng quen thuộc mà các anh chị đã học ở các lớp dưới. Ví dụ tôi phát họa như thế này. Bây giờ các anh chị cho y bằng 0, z bằng 0 thì được x bằng 3. Nghĩa là cái mặt phẳng này cắt trục OX tại điểm có tọa độ là 3, tức là tại điểm A. Tương tự, cho xz bằng 0 thì suy ra y bằng 3. Nghĩa là mặt phẳng này cắt trục OY tại điểm có tung độ là 3, tức là cắt tại điểm B. Rồi, cho xy bằng 0, mình suy ra được z bằng 3. Nói cách khác là mặt phẳng này cắt trục OZ tại điểm có độ cao bằng 3, tức là cắt trục OZ tại C. Chị đồng ý không nào? Và như vậy, điều này nghĩa là mặt phẳng này đi qua 3 điểm ABC. Và chúng ta biết rằng là qua 3 điểm thì chỉ xác định được duy nhất một mặt phẳng thôi. Cho nên đó chính là mặt phẳng cần tìm. Và đó là đồ thị của hàm số đã cho luôn thôi. Rồi, như vậy tóm lại là mặt phẳng ABC chính là đồ thị của hàm hai biến số đã cho. À, đó chính là đồ thị của hàm 3 fxy bằng 3 trừ x trừ y. Anh chị rõ không? Như vậy, dĩ nhiên ở đây tôi xét cái ví dụ tương đối tầm thường để dễ vẽ tay thôi. Còn các anh chị hình dung là đối với những cái mặt cong tương đối phức tạp thì chúng ta phải sử dụng các cái phần mềm tính toán ha. Như vậy đồ thị hàm số đã cho là mặt phẳng đi qua A 100 300 B 030 và C 003 như hình vẽ ha. À, thì ví dụ trong trường hợp đơn giản này thì chỉ vậy thôi. Rồi, như vậy chúng ta nêu cái nhận xét để
kết luận cái phần này lại. Đối với Z bằng Fxy, thì mình xác định miền D là tập hợp tất cả các cái bộ gồm hai số thực xy sao cho Fxy xác định. Xác định hoặc là có nghĩa hoặc là thuộc R. Rồi điều thứ nhì, miền giá trị. Miền giá trị T chính là tập hợp tất cả các giá trị Fxy với Xy thuộc miền xác định. DF. Còn ý thứ ba là đồ thị. Đồ thị. Của hàm Z bằng Fxy là một cái tập rê F, là tập hợp tất cả các điểm có tọa độ là X, Y, Z trong không gian 3 chiều. Ở đó Z bằng Fxy và Xy là thuộc miền xác định của hàm F. Tóm tắt lại một số cái khái niệm. Và chú ý là cái rê F này thường là một cái mặt cong trong không gian. Rê F này nè. Thường là một mặt cong trong không gian 3 chiều. Thường là một mặt cong. Trong không gian R3. Đây thì đó là vài cái khái niệm ban đầu. Có lẽ chúng ta giải lao một lát. Giờ là 15:17. Tiếp tục các anh chị. Qua phần 25 mã. Giới hạn của hàm hai biến số. Rồi, thì chúng ta có nhỏ là định nghĩa. Theo ngôn ngữ epsilon delta. Lim Fxy. Xy tiến về x0, y0 được gọi là bằng ăn L nếu phải chỉ nếu. Phi mở epsilon dương tồn tại delta dương sao cho nếu căn bậc 2 của x trừ x0 đem bình cộng với y trừ y0 đem bình
lớn không và nhỏ hơn delta. Suy ra trị đối với fxy trừ n là nhỏ hơn epsilon. Ta đã biết theo cái cách mà người ta gọi là theo ngôn ngữ Salon Delta ha. Đây là cái cách viết nó tương đối chặt chẽ về mặt toán học, có thể nói là chặt chẽ nhất về mặt toán học ha. Nhưng mà ở đây cái ý nghĩa thì cái định nghĩa trên cái diễn đạt chăm thêm tí mực định nghĩa ra nó diễn đạt cái ý toán như thế này. Khi xy rất gần x0 y0, khi xy rất gần x0 y0 thì fxy rất gần n là xy rất gần x0 y0 thì fxy rất gần n là ta nó diễn đạt cái ý toán đó. Thì chúng ta biết rằng là cái bản chất của giới hạn là như vậy mà, thấy không nào? Một cái hàm số như thế nào được gọi là có giới hạn là n l khi x tiến về y, khi xy tiến về x0 y0 à, thì chúng ta hiểu rằng là ở đây nếu như cho xy nhận những giá trị rất gần x0 y0 thì cái giá trị của hàm số f đó ha, fxy đó thì nó nhận những giá trị rất gần n l. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là nói bằng cái ngôn ngữ hình thức như vậy đó thì rõ ràng về mặt toán học nó chưa có chặt chẽ, anh chị ha. Cho nên cái vấn đề là dưới góc độ toán học thì người ta tìm cách mô tả xy rất gần x0 y0 là như thế nào, phải không? Rồi fxy rất gần n là như thế nào? À, thì đó là các cái vấn đề người ta tìm kiếm cái cách thức để diễn đạt fxy rất gần xy rất gần x0 y0. Mình diễn đạt thế nào ha? À, rồi fxy nhận những giá trị rất gần n là như thế nào đấy? Bây giờ ta diễn đạt là xy
rất gần x0, y0 như thế nào? À, làm thế nào để diễn đạt cái ý đó? Thì cái cách làm như thế này các anh chị. Cách làm như thế này. Ý thứ nhất là họ lấy x0, y0 làm tâm. Rồi vẽ một vòng tròn. Vẽ hình tròn. Có bán kính delta. Delta ở đây là số dương và rắc bé. Ví dụ như delta ở đây bằng 0,001, ví dụ vậy. Lấy x0, y0 làm tâm. Nhà các anh chị hình dung tương đối đây. Vô đây là x0, y0 anh chị ha. Vẽ một cái vòng tròn có bán kính delta. Tuy nhiên các chị biết rằng là cái hình tròn nó bé thôi. Mà do ở đây tôi viết x0, y0 nó cũng to đùng rồi. Giờ tôi vẽ cái hình tròn để nó bao lấy cái điểm ấy luôn. Xin lỗi tôi nghe điện thoại chút. Hello. Đúng rồi, có một cái túi nhỏ nhỏ bằng cái bắp chân á. Đúng đúng. Rồi. Chứ lúc nào anh em ghé ngang qua anh điện trước nha. Hồi nãy tôi mới dọn tôi thấy tôi có để luôn. Đã. Rồi, cái hình tròn này có bán kính là delta. Rồi, ý tiếp theo. Nếu điểm M có tọa độ xy, nằm trong hình tròn, nằm bên trong, hình tròn, đặt tên cho dễ nói các chị ha, hình tròn D đi ha, vẽ hình tròn D, nằm bên trong hình tròn D, thì ta có, các chị hình dung. Bây giờ bên trong hình tròn đây các chị lấy một điểm M. Ví dụ như đây đi. Các chị ha, điểm M tọa độ xy. À, bên trong hình tròn đây các chị lấy điểm M tọa độ xy. Thì ta có điều gì nè? Cái khoảng cách từ điểm M đến tâm cái tâm các anh chị thấy là mình cũng nên đặt tên để cho dễ nói các anh chị ha, tâm y đi, lấy y tọa độ x0, y0 làm tâm, đặt tên cho cái điểm đó, thì ta có im rõ ràng các anh chị thấy là nhỏ hơn delta, khoảng cách từ điểm m đến cái tâm y của hình tròn rõ ràng nhỏ hơn bán kính, các anh chị đồng ý không? Rồi mà các chị biết rằng là độ dài đoạn IM thì rõ ràng được tính bởi công thức là căn bậc 2 của x trừ y0 đem bình phương cộng với y trừ y0 đem bình phương chứ gì nữa. Công thức tính độ dài đoạn thẳng
trong mặt phẳng. Lấy x trừ x0 đem bình lên, cộng với y trừ y0 đem bình lên, rồi lấy căn bậc 2, thì đó chính là độ dài đoạn IM. Anh chị thấy không? Nhỏ hơn delta. Thế thì mà các anh chị thấy cái bán kính delta này nó bé lắm luôn á, ha. Vì delta này nó rất bé, cho nên là điểm M mà nằm trong cái hình tròn D thì rõ ràng cho chúng ta cái hình ảnh là điểm M rất gần tâm của cái khoảng, ha nào, rất gần tâm của hình tròn. Mà rất gần tâm của hình tròn rõ ràng là nghĩa là xy nhận những giá trị rất gần x0, y0. Nói cách khác là xy tiến về x0, y0. Ý thứ ba nè. Vì delta dương và rất bé. Rất bé. Nên IM mà nhỏ hơn delta thì rõ ràng là suy ra là M rất gần y. Rất gần y. Hay nói cách khác là xy rất gần x0, y0. Tôi dành cả một trang giấy để diễn đạt cái ý là về mặt toán học thì xy rất gần x0, y0, có nghĩa là nói cách khác là xy tiến về x0, y0, thì về mặt toán học là được diễn đạt ra làm sao ha. Rồi, hoàn toàn tương tự như vậy. Thì cái vấn đề còn lại là làm thế nào để mà họ diễn đạt cái ý là fxy rất gần an l này, ha. Cái thứ nhì là diễn đạt là fxy rất gần an l như thế nào. Hay nói cách khác, làm thế nào để mà diễn đạt cái ý toán là fxy rất gần an l. Thì họ làm như sau các anh chị. Bây giờ họ lấy an l làm tâm. Lấy an l làm tâm. Vẽ một khoảng tâm là an l, bán kính là epsilon, lớn không và đồng thời cũng rất bé và rất bé. Ví dụ epsilon bằng 0,0001, ví dụ vậy ha. Trên trục số nè, các chị lấy ăn là làm tâm nè, vẽ một cái khoảng có bán kính là epsilon. Vẽ một khoảng có nghĩa là làm sao, mình lấy ăn là làm tâm phải không, và mình đặt cái khẩu độ của comba là epsilon, vẽ một cái vòng tròn có bán kính epsilon. Thật ra epsilon dương nó bé lắm, nhưng mà tôi lấy khoảng lớn lớn để dễ nhìn ha. Giống như mình phóng đại nó ra, phóng to nó ra để dễ nhìn. Các chị thấy điểm phía dưới này đó, rõ ràng là an l trừ epsilon. Điểm phía trên này đó, rõ ràng là an l cộng epsilon. Và đây các chị hình dung là cái khoảng đó. Còn bên ngoài này các chị hình dung là bỏ đi. Vấn đề này nó tương đối khó. Rồi. Ý thứ nhì, bây giờ nếu fxy thuộc
thuộc vào cái khoảng an là trừ epsilon cho đến an là cộng epsilon. À, ví dụ anh chị hình dung nó nằm ở đâu? Ví dụ như fxy nó nằm ở đây đi. Fxy. À, fxy nó nằm ở đó. Thì có nghĩa là fxy là một số thực nằm trong cái khoảng từ an là trừ epsilon cho đến an là cộng epsilon. Và điều này các anh chị thấy là tôi viết tương đương lại là gì? Fxy lớn hơn an là trừ epsilon, nhỏ hơn an là cộng epsilon. Các anh chị cộng 3 vé bắt nó thức với trừ an là, chúng ta thu được là fxy trừ an là đi từ trừ epsilon cho đến epsilon. Chị đồng ý không? Còn không thì mình xử lý từng cái bắt nó thức một. Fxy nhỏ hơn an là cộng epsilon thì tương đương với fxy trừ an là, chuyển là qua vế trái là trừ an là nhỏ hơn epsilon. Rồi sau đó mình xử lý cái vế trái, an là trừ epsilon nhỏ hơn fxy thì an là chuyển qua vế phải là thành trừ an là fxy trừ an là lớn hơn trừ epsilon. Ta diễn đạt sao cũng được. Và tới đây thì rõ ràng các anh chị thấy rằng là tương đương với trị tuyệt đối fxy trừ an là nhỏ hơn epsilon. À, thì tóm lại các anh chị thấy rằng là tới đây, à, tới đây thì chúng ta nói thêm như thế nào. Vì epsilon nó dương và rất bé, rất bé, cho nên fxy mà thuộc vào cái khoảng an là trừ epsilon đến an là cộng epsilon, à, thì suy ra fxy nó rất gần tâm của khoảng, nó rất gần tâm của khoảng, hay nói cách khác là fxy rất gần an là, rất gần an là. Thoảng bài giảng nó hơi lẫn tập âm, chị thông cảm, giữa Sài Gòn phồn hoa đô hội thỉnh thoảng có nhiều tiếng ồn. Lúc có tập âm là mình mất tập trung. Thật ra nãy giờ các anh chị thấy tôi dành thời gian để giải thích cái ý nghĩa của cái định nghĩa theo ngôn ngữ Salon Delta. Lý do là vì sao cần giải thích dài dòng vậy? Đi qua xong rồi ta tua lại bận nữa, ngán luôn. Rồi, thì tất cả toàn bộ cái phần trên thì phần giới hạn nãy giờ đó thì đều diễn đạt một cái ý mà tôi nghĩ là nó ngắn gọn. Đó là khi xy nhận giá trị rất gần x0, thì fxy nó nhận giá trị rất gần an là. Nhưng mà vấn đề đặt ra là làm thế nào để diễn đạt cái ý toán là xy rất gần x0, phải không? Thì rõ ràng chúng ta thấy là qua cái phân tích lúc nãy và nhìn lại vấn đề mà, thì chúng ta thấy là làm thế nào để diễn đạt cái ý là xy rất gần x0, à, thì các anh chị xem lại cái cách làm. Lấy x0 làm tâm, vẽ một cái hình tròn có bán kính là delta. Rồi trong hình tròn đó các anh chị lấy một điểm M. Thì rõ ràng là vì cái hình tròn này có bán kính delta rất bé, cho nên điểm M nó thuộc cái hình tròn này. Thì rõ ràng mình suy ra điểm M
nó rất gần tâm của hình tròn, tức là rất điểm M rất gần y. Nói cách khác là xy nhận giá trị rất gần x0, y0. Đáng nào? Và chúng ta lưu ý rằng là cái độ dài đoạn MI thì chúng ta thấy được tính bởi công thức căn bậc 2 của x trừ x0 đem bình cộng với y trừ y0 đem bình. Và cái khoảng cách này nó nhỏ hơn delta. Để nói lên cái ý là điểm M nó nằm bên trong cái đĩa tròn đó, các chị thấy không? Cho nên là như vậy, chúng ta thấy trong cái định nghĩa theo ngôn ngữ salon delta thì chúng ta thấy cái căn bậc 2 của x trừ y trừ đem bình cộng với căn cộng với y trừ y trừ đem bình mà nhỏ hơn delta thì nó diễn đạt cái ý là điểm M tọa độ xy ha. Thì nó nằm bên trong cái đĩa tròn tâm là x trừ y trừ bán kính là delta, các chị thấy không? Còn chú ý cái ở đây có một cái chỗ nó tương đối tinh tế là cái chỗ lớn hơn không, nó diễn đạt cái ý gì? Cái ý mà cái chỗ lớn hơn không thì nó diễn đạt cái ý là cái điểm xy nó khác x0, y0. Khác x0, y0. Có nghĩa là xy nó tiến về x0, y0, tức là nó nhận giá trị rất gần. Nhưng mà lưu ý, không bao giờ bằng. Ha, xy nó không bao giờ bằng x0, y0. Chúng ta lưu ý cái chỗ đó. Cực kỳ gần nhưng mà không bao giờ bằng. À, cái chỗ đó nó tương đối tinh tế đó nha. Rồi, và như vậy là nguyên cái bắt nó thức thứ nhất, các chị thấy là nó diễn đạt cái ý là xy rất gần x0, y0. Còn ở cái ý thứ hai là để diễn đạt cái ý fxy rất gần n là, thì chúng ta thấy mình giải thích bằng cách là một cái cách diễn đạt là trên trục số lấy n là làm tâm, vẽ một cái khoảng có bán kính là epsilon. Cái bán kính là độ dài đoạn này nè các anh chị. Epsilon. À. Đó. Rồi. Rồi trên cái khoảng đó mình lấy một điểm có tọa độ là fxy. Thì khi fxy nó rơi vô cái khoảng này thì rõ ràng vì epsilon nó rất bé, khoảng này có bán kính rất bé, cho nên từ đó mình suy ra là fxy nó rất gần tâm của khoảng là fxy rất gần n là. Và chúng ta lưu ý là cái khoảng cách từ fxy đến n là chính là trị tuyệt đối của fxy trừ n là. Như vậy tóm lại là cái bắt năng thức trị tuyệt đối fxy trừ fxy trừ n là và trị tuyệt đối nhỏ hơn epsilon thì tương đương với cái chuyện là fxy nó rơi vô một cái khoảng tâm là n là bán kính là epsilon, và cái khoảng này có bán kính rất bé, cho nên mình đủ để suy ra rằng là fxy lúc đó nó nhận giá trị là rất gần n là. Như vậy trong định nghĩa theo ngôn ngữ epsilon delta thì chúng ta thấy cái bắt năng thức thứ nhì trị tuyệt đối của fxy trừ n là nhỏ hơn epsilon nó diễn đạt cái ý là fxy rất gần n là. Được các chị ha. Như vậy nguyên cái phần một nhỏ theo định nghĩa theo ngôn ngữ epsilon delta thì cái yêu cầu ở đây là các anh chị nắm định nghĩa và đồng thời là biết cách giải thích cái ý nghĩa của cái định nghĩa đó ha. Có nghĩa là bắt năng thức này nó nói cái gì, bắt năng thức này nó nói cái gì, vì sao. Thì sau khi tôi bên trên đó là một cách trình bày của tôi. Còn các anh chị sau khi nghe giảng xong thì sau đó là nếu mà người ta hỏi thì mình cứ các anh chị cứ trình bày theo cái cách của các anh chị hiểu thôi. Hai nhỏ. Định nghĩa 2. Theo ngôn ngữ giải. Định nghĩa 2. Theo ngôn ngữ giải. Lim của fxy xy tiến về x0 y0 bằng n là nếu phải chỉ nắng với mọi dãy dãy là dãy số
xn. Tiến về x0, y0. Ở đây là khi n tiến về cộng vô cùng các anh chị. Mọi dãy số xn en tiến về 0 0. Dãy số này là mình hiểu là dãy số trong không gian hai chiều các anh chị. Rồi mình để lát cho mình chú thích sau đi. Mình chú ý vô đây nó hơi tùm lum. Nó mắt đẹp. Mọi dãy số xn en trong R2 tiến về 0 0 thì suy ra các cái dãy fxn en, suy ra các cái dãy ảnh này tiến về l, n tiến về cộng vô cùng. Định nghĩa cách định nghĩa theo ngôn ngữ dãy thì nó tương đối đơn giản như vậy thôi. Dĩ nhiên tôi giải thích một vài cái chỗ trong này và đồng thời chúng ta sẽ làm ví dụ áp dụng ha. Giải thích ý thứ nhất là xn en nó là cái gì vậy? Đây là một dãy số trong không gian hai chiều. R bình phương. Một dãy số trong không gian hai chiều R mũ 2. Ví dụ xn en 1 cộng 1 chia n rồi 3 trừ 2 chia n rõ ràng các anh chị thấy rằng là khi n tiến về cộng vô cùng thì 1 cộng 1 chia n rõ ràng tiến về 1. Còn 3 trừ 2 chia n rõ ràng tiến về 3. Như vậy có nghĩa là dãy số này nó tiến về 1, 3. Các chị ha, đây là một dãy số trong không gian 2 chiều R2. Như vậy, nếu mà đề bài họ yêu cầu chọn một cái dãy số mà tiến về AB thì rõ ràng là các anh chị thấy là có vô số cách ha. À, có vô số cách chọn. Chú ý. Cách chọn một dãy số trong R2 mà tiến về AB, hai chấm tiến về AB. Như vậy là mình chọn xn en. Ví dụ A cộng 1 chia n, B cộng 1 chia n. Ví dụ vậy. Đây là một cách chọn các chị ha. Đây là một cách chọn. Đây chỉ là một cách chọn thôi. Ngoài ra là còn vô số cách chọn khác ha. Vô số cách chọn khác.
phát xn phải yn phải a cộng 1 chia n b trừ 1 chia n, ví dụ vậy. Chấm 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 có nghĩa là có vô số cách chọn khác. Rồi, thì vậy ý thứ nhất là một cái dãy số trong R2 chạy về x0, y0 là nghĩa là như thế nào? Thì bây giờ ví dụ tôi vừa minh họa một vài cái trường hợp. Đây là một trường hợp, hoặc là tổng quát là một cái dãy số tiến về AB. Đây. Rồi, cái ý thứ nhì là cái dãy ảnh mà tiến về L thì trực quan ra làm sao? À, về mặt trực quan nó ra làm sao? Dãy ảnh fxn yn tiến về L thì cụ thể ra làm sao? Bây giờ ví dụ như tôi xét cái hàm fxy là x bình cộng y cộng 1, ví dụ vậy đi các anh chị. X bình cộng y cộng 1. Rồi với xn yn tôi chọn ví dụ 1 cộng 1 chia n, y là 3. 3 cộng 5 chia n, tôi ví dụ vậy. Tôi cứ chọn ngẫu nhiên cho nó đa dạng. Thế thì rõ ràng các chị thấy rằng là dãy số này tiến về đâu khi n tiến về cộng vô cùng? Thì rõ ràng chúng ta thấy 1 chia n tiến về 0, cho nên 1 cộng 1 chia n rõ ràng tiến về 1. 5 chia n tiến về 0, cho nên 3 cộng 5 chia n rõ ràng tiến về 3. Các chị thấy không? Bây giờ hỏi rằng là ảnh của dãy số này qua hàm f ra làm sao? Hoặc là nói cách khác là cái dãy ảnh đó, nó ra làm sao? Thế thì f của xn yn fxy là x bình cộng y cộng 1, cho nên f của xn yn sẽ là xn bình phương cộng yn cộng 1. Các chị thay thế không? Xn mình thay bởi 1 cộng với 1 chia n đem bình phương. Xn thay bởi 1 cộng 1 chia n, cho nên xn bình sẽ là đây. Cộng với yn có nghĩa là cộng với 3 cộng 5 chia n cộng với 1. Các chị khai triển ra. Như vậy chúng ta dễ thấy là 1 cộng với 2 chia n cộng với 1 chia n bình phương cộng với 3 cộng 5 chia n cộng 1. Một cộng năm, một cộng ba bằng bốn, bốn cộng một là năm. Hai chia n cộng năm chia n là bảy chia n cộng với một chia n mũ hai. Đó, thì rõ ràng các chị thấy rằng là rõ ràng đây là một dãy số trong không gian một chiều bình thường nè. Đây là một dãy số trong không gian một chiều. Là R quen thuộc. À, bây giờ các chị cho N chạy về cộng vô cùng đi.
chung là môn học này chỗ nào nó cũng tương đối nó khó ha, hơn hẳn so với môn vi tính phân mục B. Ta lưu ý cho nên trong quá trình giảng, tuy rằng là cái việc học online thì khó mà điểm danh hay là quan sát các chị có tham gia lớp hay không, nhưng mà thôi cái chuyện các chị sinh viên rồi thì tự do trong cái việc đó và có trách nhiệm với việc học của mình ha. Hy vọng là các chị tham gia nghe giảng và đồng thời thỉnh thoảng có chỗ nào thắc mắc thì cũng nên tham gia bật mic lên hỏi, nội dung bài. Chứ tôi thấy là thỉnh thoảng nó cũng có nhiều chỗ khó. Rồi, và khi n tiến về vô cùng thì 1 chia n bình, cả anh chị thấy là tiến về 0, 7 chia n tiến về 0, và như vậy là dãy số này rõ ràng tiến về 5. À, cho nên là cái hình ảnh là f của xn y n mà tiến về một hằng số an l như thế nào là đây. Vậy ha. Đây là một ví dụ minh họa. Rồi, bây giờ chúng ta có cái dàn bài tập. Cái dàn bài tập là dùng định nghĩa theo ngôn ngữ dạy, tức là dùng định nghĩa hai cho nó ngắn ha. Dùng nghĩa hai. Tính giới hạn hàm số. Thì làm như thế nào ha? Thì bây giờ ví dụ chúng ta xét cái ví dụ vừa rồi đi. Ví dụ tính liệm của x bình phương cộng y cộng 1 khi xy tiến về 1,3. Tính liệm của x bình cộng y cộng 1 khi xy tiến về 1,3 thì chúng ta trình bày ra làm sao ha. Dĩ nhiên đó là vấn đề mới đối với chúng ta rồi, đối với lớp mình rồi. Giải thì cách trình bày như sau. Ý thứ nhất, bây giờ chúng ta xét dãy số tùy ý. Xét dãy số tùy ý xn yn n tiến về cộng vô cùng, tiến về 1,3. Xét dãy số tùy ý tiến về 1,3. Khi đó các chị thấy rằng là chúng ta có thể viết lại là liêm của xn n tiến về cộng vô cùng là bằng 1, còn liêm của yn n tiến về cộng vô cùng bằng 3. À, từ cái chuyện bên trên đó chúng ta suy ra điều này theo cái ý nghĩa của dãy số trong R2. Rồi. Ý thứ nhì. Đặt fxy là hàm cần tính liêm x bình cộng y cộng 1 thì f của xn yn sẽ là xn bình phương cộng yn cộng 1 thay x bởi xn, thay y bởi yn, chúng ta được cái biểu thức này. Ý tiếp theo, ta tính liêm của f của xn yn
khi n tiến về cộng vô cùng bằng lim xn bình phương cộng in cộng 1 n tiến về cộng vô cùng. Bây giờ chúng ta áp dụng các tính chất về giới hạn dãy số ha. Đã được học ở lớp 11. Lim của tổng hiệu bằng tổng hiệu các lim. Lim của tổng bằng tổng các lim. Rồi. Rồi tiếp theo, tôi dùng tính chất lim của tích bằng tích các lim. Xn bình có nghĩa là xn nhân xn, tôi viết thành tích các lim. Lim của tích bằng tích các lim, đó là một cách nói. Phía sau tôi viết lại đi, lát nữa mình thay đồng bộ cùng lúc, thay cùng lúc cho nó đồng bộ. Tôi đang minh họa cái dạng bài tương đối cơ bản, đó là tính giới hạn hàm hai biến số bằng cách dùng định nghĩa theo ngôn ngữ giải. Rồi, lim xn lúc nãy các chị thấy là lúc nãy chúng ta đã giải thích là chọn cái dãy số trong không gian hai chiều mà tiến về 1, 3. Điều này có nghĩa là xn nó tiến về 1, yn tiến về 3. Hay nói cách khác, lim xn n tiến về vô cùng bằng 1. Và lim yn n tiến về cộng vô cùng bằng 3. Giờ mình thép vào đây. Lim xn, các chị thay bước số 1. Lim yn thay bước số 3. Rồi lim của hàng số thì chính nó. Như vậy là 1 cộng với 3 là 4, với 1 là 5. Như vậy các anh chị thấy rằng là chúng ta chọn một cái dãy tùy ý tiến về 1, 3. Và chúng ta đã chứng minh rằng là tất cả các cái dãy ảnh đều tiến về một hàng số duy nhất là 5. Và như vậy là theo định nghĩa 2 thì chúng ta đủ để kết luận là lim càng tìm bằng 5. Vậy theo định nghĩa 2 suy ra lim của x bình cộng y cộng 1 x y tiến về 1, 3 bằng 5. Rồi lấy miếng nước uống.
Rồi. Ta có cái chú ý. Ta cũng tương tự như trường hợp hàm một biến số đó, thì sang cái mục phía sau thì chúng ta sẽ có cái kết quả là các cái hàm sơ cấp hai biến số hoặc là nhiều hơn, nhưng mà chúng ta đang nói hàm hai biến thì liên tục trên miền xác định cho nên mà liên tục trên miền xác định nghĩa là sao? Nghĩa là các hàm sơ cấp hai biến số đặt tên là fxy đi các chị ha, để dễ nói như này. Nghĩa là nếu x0, y0 thuộc miền xác định của hàm F thì ta có lim của fxy khi xy tiến về x0, y0 thì sẽ bằng F tại x0, y0. Tức là chúng ta chỉ việc thay x bởi x0 và y bởi y0 vào thôi. À, cho nên với cái ví dụ vừa rồi lúc nãy thì nếu mà đề bài yêu cầu tính thôi mà không dùng định nghĩa thì chúng ta có cách viết như sau. Với cái ví dụ trên, thì ta có thể trình bày như sau. Vì fxy bằng x bình cộng y cộng 1, đây là hàm sơ cấp, tức là có thể nhận được từ các cái hàm sơ cấp cơ bản bằng cách dùng các phép toán cộng trừ nhân chia và phép lấy hàm hợp ha. Nên liên tục trên miền xác định là d bằng r bình phương. Ta chú ý là hàm số này luôn luôn xác định với mọi xy, mà với mọi xy nghĩa là với mọi xy thuộc r bình phương. R bình chính là tập hợp tất cả các cái bộ gồm hai số thực xy sao cho xy thuộc r. Mà liên tục trên miền xác định là d bằng r bình, nên fxy cũng liên tục tại 1 2 1 3 chứ. Liên tục tại điểm 1 3. Nghĩa là lim của fxy khi xy tiến về 1 3 thì bằng F tại 1 3. Và các anh chị chỉ việc là thay x bằng 1, y bằng 3 vô thôi. Thay x bởi số 1 là 1 bình, cộng y là cộng 3, cộng 1, và chúng ta được là 5. Nếu về mặt trình bày bình thường sau này thì chúng ta có thể trình bày như vậy. Còn dĩ nhiên là nếu mà yêu cầu là trình bày bằng cách dùng định nghĩa 2, tức là định nghĩa theo ngôn ngữ giải, thì chúng ta viết giống như nãy giờ. Anh chị đó ha. Phần này thấy cũng tương đối khó nha.
Rồi, bây giờ có cái dạng bài tiếp theo. Có dạng bài tập tương đối khó và thi họ hay hỏi, đó là từ định nghĩa 2. Chứng minh một cái giới hạn, chứng minh giới hạn không tồn tại. Chứng minh giới hạn không tồn tại. Ví dụ như chứng minh rằng là y bằng đây, thật ra mình viết y bằng là thật ra là nó, nhưng mà thôi lỡ thôi về hình thức thôi. Lim của fxy, xy tiến về x0, y0 không tồn tại. Chứng minh lim này không có. Định nghĩa 2 nói cái gì? Định nghĩa 2 nói cái gì? Xét mọi dãy xy mà tiến về x0, y0. Có lẽ tôi lấy cái tờ giấy đó cho nó rõ. Đây. Với mọi dãy số xn yn mà tiến về 0 0 thì các cái dãy ảnh luôn luôn tiến về một hằng số ăn lời duy nhất. Thế thì cũng tương tự như phần hàm một biến số đó các anh chị nha. Bây giờ cái chuyện mà một hàm số nó có lim thì giống như là bây giờ một mình mang một cái vấn đề gì đó ra mình bàn với cả lớp. Mang một cái vấn đề gì chúng ta ra bàn với cả lớp và chúng ta có một cái vấn đề gì đó mà chúng ta ra bàn mà mang ra bàn với cả lớp ha. Thì cái tình huống thứ nhất là tất cả các bạn trong lớp của mình đều thống nhất một cái phương án giải quyết ha. Tức là tất cả các bạn không có bạn nào phản đối cả ha. Tất cả các bạn đều có chung một ý kiến thì nó giống như là cái hàm số f này nó có lim. Còn bây giờ cái chỗ này mình có thể diễn đạt là gì? Mọi dãy số xn yn tiến về 0 0 giống như là mình với mọi bạn trong lớp ha. Tất cả các bạn trong lớp thì suy ra fxn yn tiến về l giống như suy ra ý kiến của tất cả các bạn đó là giống nhau. Bây giờ ngược lại, rõ ràng các chị thấy rằng là trong thực tế khi mình mang một cái vấn đề gì đó ra chúng ta bàn thì nó xảy ra cái trường hợp còn lại, đó là gì? Tồn tại hai bạn trong lớp có ý kiến khác nhau ha. Ví dụ anh lớp trưởng anh nói thế này, nhưng mà bạn lớp phó học tập chẳng hạn, bạn nói không, em thích thế kia, em không muốn giống, em không đồng ý với cái ý kiến của bạn lớp trưởng. Tức là nếu tồn tại hai bạn trong lớp mà có ý kiến khác nhau thì rõ ràng là cái vấn đề chúng ta đưa ra bàn là không thống nhất ha. Mà vấn đề chúng ta đưa ra bàn không thống nhất nghĩa là cái hàm nó không có lim đó. Do vậy cho nên từ định nghĩa theo ngôn ngữ dãy thì chúng ta thấy rằng là nếu tồn tại hai bạn trong lớp mà có ý kiến khác nhau đủ để kết luận là cái vấn đề chúng ta đưa ra bàn là không thống nhất. Nói cách khác là nếu tồn tại hai bạn trong lớp có nghĩa là tồn tại hai dãy số đó cùng tiến về x0, y0. Ý kiến hai bạn đó khác nhau có nghĩa là cái dãy ảnh thứ nhất tiến về hằng số ăn l1, dãy ảnh thứ hai tiến về hằng số ăn l2 khác ăn l1 ha. Thì lúc đó đủ để kết luận là cái vấn đề đưa ra bàn có nghĩa là cái giới hạn này không tồn tại, vấn đề đưa ra bàn là không thống nhất ha. Rồi,
ta nói nè, chứng minh rằng là không tồn tại giới hạn này như thế nào. Mình nói một hàm số fxy có giới hạn khi xy tiến về 0, 0 giống như một vấn đề đưa ra bàn với cả lớp. Và cả lớp thống nhất một cái phương án ha. Cả lớp thống nhất một cái phương án giống như là cái hàm nó có liêm. Thế thì ngược lại nếu tồn tại hai bạn trong lớp nếu tồn tại hai bạn trong lớp có ý kiến khác nhau về vấn đề được đưa ra bàn bạc á. Nếu tồn tại hai bạn trong lớp mà có ý kiến khác nhau về vấn đề được đưa ra bàn bạc thì như vậy là không thống nhất. Và như vậy không thống nhất được phương án mà cái việc không thống nhất được cái phương án đó nó giống như là cái hàm nó không có liên, giống như hàm số không có giới hạn. Nói cách khác, nếu tồn tại hai dãy số trong R2 cùng tiến về x0, y0 ví dụ đây, dãy thứ nhất là xn, yn tiến về x0, y0 là tiến về cộng vô cùng xn phẩy yn phẩy cũng tiến về x0, y0 là tiến về cộng vô cùng, nhưng hai dãy ảnh
tiến về hai hằng số khác nhau. Nhưng hai dây ảnh tiến về hai hằng số khác nhau. F của xn yn. Ví dụ tiến về hằng số là 1 đi. Khi n tiến về cộng vô cùng anh chị ha. Rồi F của xn phẩy yn phẩy. Xn phẩy yn phẩy chỉ là ký hiệu thôi chứ không phải là đạo hàm gì cả nha cả lớp. N tiến về cộng vô cùng. Ví dụ tiến về hằng số là 2 đi. Khác ăn là 1. Nói cách khác, nếu tồn tại hai dãy số trong R2 cùng tiến về 0, 0 nhưng mà hai dãy ảnh tiến về hai hằng số khác nhau thì đủ để kết luận không tồn tại giới hạn. Của hàm số fxy. Khi xy tiến về 0, 0. Thì kết luận là không tồn tại lim của fxy. Xy tiến về 0, 0. Ta kết luận lim nó không có. Và giờ chúng ta xem thử cách trình bày như thế nào. Lý thuyết mình nói như vậy, nhưng bây giờ thực hành thì mình trình bày như thế nào. Ví dụ các anh chị. Ví dụ. Chứng minh rằng không tồn tại lim của x cộng 1 đem bình cộng với y bình trên x cộng 1 nhân với y. Khi xy tiến về trừ 1, 0. Đó, ví dụ chứng minh rằng lim này không có. Giải nè. Bây giờ cái ý tưởng là cái công việc chúng ta cần làm là cần chỉ ra hai bạn trong lớp có ý kiến khác nhau. Nói cách khác là cần chọn được hai dãy, cần chỉ ra được hai dãy số cùng tiến về trừ 1, 0 nhưng mà hai dãy ảnh tiến về hai hằng số khác nhau. Hoặc là nói cách khác, ảnh của hai dãy đó qua hàm F tiến về hai hằng số khác nhau. Cả lớp hiểu được không? Thì giờ làm nè. Xét hai dãy số. Nhưng mà nói dãy số cho nó ngắn gọn vậy thôi. Không có cần nói rõ là hai dãy số trong R2 gì cả. Ha. Xn, yn. Rồi, ví dụ như là trừ 1. Tiến về trừ 1, 0 mà. Trừ 1, 1 chia n. Rõ ràng các chị thấy rằng là khi n tiến về cộng vô cùng thì xn luôn luôn bằng trừ 1 cho nên tiến về trừ 1 thôi. Còn 1 chia n rõ ràng khi n tiến về cộng vô cùng thì 1 chia n các chị thấy là tiến về 0. Đây là một dãy số tiến về trừ 1, 0. Hả nào? Bây giờ chọn thêm một dãy số khác.
x n phải y n phải. Thật ra các chị biết sao không? Là có vô số cách chọn, đây chỉ là một cách thôi nha. Giờ ví dụ trừ một chia n, trừ một cộng một chia n, rồi hai chia n, ví dụ vậy. N tiến về cộng vô cùng thì 1 chia n tiến về 0, cho nên trừ 1 cộng 1 chia n rõ ràng tiến về trừ 1, thì 2 chia n các anh chị thấy rằng rõ ràng tiến về 0. À, đó là hai dãy số, một cách chọn hai dãy số cùng tiến về trừ 1, 0. Tuy nhiên khi làm bài thì về nguyên tắc các anh chị chọn theo các cái cách của các anh chị đều được cả, cứ thoải mái. Nói chung là cứ nghe ở đây là cứ xem tôi chọn, rồi các anh chị khi làm bài các anh chị cứ chọn theo cách của các anh chị thôi. Rồi bây giờ mình đặt tên cho cái hàm đó, fxy. X cộng 1 đem bình cộng y bình trên cho x cộng 1 nhân y. Bây giờ chúng ta chứng minh rằng là hai cái dãy ảnh nó tiến về hai hằng số khác nhau. Còn nếu mà nó, chúng ta chọn hai dãy ảnh mà nó chọn hai dãy mà hai dãy ảnh nó tiến về hai hằng số giống nhau thì mình lại chọn lại nha. Mình chọn chọn lại cho nó thỏa cái yêu cầu. Rồi. F x n y n. Thay x bởi thay x bởi trừ 1 bởi x n đó, rồi thay y bởi y n là bởi 1 chia n, thì các anh chị có nè, x cộng 1 đem bình là trừ 1 cộng 1 đem bình, tôi viết luôn là không bình cho rồi, y bình là 1 chia n đem bình phương lên, ở đây tôi xin lỗi. Nếu mà chọn ha, trừ 1 thì nó hơi xn hàm bằng trừ 1 thì không được. Tôi đổi như cả lớp. Sẽ là gì đây? Ví dụ trừ 1 chia n đi nha các anh chị. Trừ 1 chia n để nó khác trừ 1 cộng 1 chia n phía dưới mà. Để cho nó khác khác chút thôi mà. Được nha. Như vậy thì thay x bởi xn là thay bởi thay x bởi trừ 1 trừ 1 chia n. Thì lúc này x cộng 1 sẽ là trừ 1 chia n nha cả lớp, chứ không phải là không bình. Chỗ này là bỏ đi. Và bây giờ là trừ 1 chia n đem bình. Nó hơi mắc đẹp cái chỗ này. Hơi mắt đẹp bị giãn à. Uổng à. Cái bài khác á thì các anh chị có thể chọn là trừ 1 không được, nhưng mà riêng cái bài này cái chỗ này mẫu nó bằng 0. Nếu mình chọn mẫu nó bằng 0 thì nó không được, cái ý là vậy đó. Bây giờ trên cho là x cộng 1, x cộng 1 các anh chị thấy thay x bởi xn là trừ 1 trừ 1 chia n, thì x cộng 1 sẽ là trừ 1 chia n. Bạn nào đó tắt mic giùm. Nhân với yn là nhân với 1 chia n. Rồi, giờ mình nhẩm đi, cả lớp xử lý cái số liệu đi. Trừ 1 chia n đem bình là 1 chia n bình, cộng với 1 chia n bình là 2 chia n bình. Trên cho trừ 1 chia n bình. Trừ 1 chia n nhân với 1 chia n là trừ 1 chia n bình. Đó.
Rồi. 2 chia n bình mà chia trừ 1 chia n bình rõ ràng là trừ 2. Trừ 2 ở đây mình hiểu là sao cả lớp? Các chị hiểu rằng là f của x1 y1 bằng trừ 2, f của x2 y2 bằng trừ 2, f của x3 y3 bằng trừ 2, f của x4 y4 bằng trừ 2 và v.v. Nói cách khác đây là dãy hằng đó nha. Các bạn chắc toán đây là một dãy hằng đó. À, bởi vậy cho nên là chúng ta phải có cái động tác là lấy lim nha. Lấy lim nó thể hiện như thế này. Thì một cách thể hiện như thế này. À, n tiến về cộng vô cùng, rõ ràng cũng tiến về trừ 2. Đó chưa? Nhớ là đừng có thiếu cái bước này. Đừng có thiếu nha. Thiếu là trong bài thi là trừ nửa điểm liền. Đừng có thiếu. Rồi. Bây giờ f của xn phải yn phải. Phải lấy cái tờ giấy kia ra. Rồi. Thay x bởi xn phải là thay bởi trừ 1 cộng 1 chia n. Thay y bởi yn phải là 2 chia n. Các chị thế vô. Thế vô. Như vậy x cộng 1 là trừ 1 cộng 1 chia n. Cộng 1 sẽ là 1 chia n. Đem bình. Cộng y bình là 2 chia n đem bình. Trên cho x cộng 1 nhân với y. X cộng 1 là trừ 1 cộng 1 chia n. Cộng 1 là 1 chia n. Nhân với y là nhân với 2 chia n. Rồi chúng ta xử lý cái số liệu nè. 1 chia n bình cộng với 4 chia n bình là 5 chia n bình. Trên cho 2 chia n bình. Chú ý là 1 chia n nhân với 2 chia n là lấy tử là 2. 1 nhân 2 là 2. Mẫu nhân mẫu là n nhân n là ra n bình nha cả lớp. Nhân 2 phân số thì lấy tử, mẫu nhân mẫu. Rồi. 5 chia n bình chia 2 chia n bình rõ ràng là 5 phần 2. Cũng là dãy hằng nha. Cho nên là cũng theo cái cách như lúc nãy. Nhớ là lấy lim, tức là cho n tiến về cộng vô cùng. Rõ ràng là cũng tiến về hằng số đó thôi. Mà các anh chị thấy điều này nó giống như bạn lớp trưởng có cái ý kiến là trừ 2, bạn lớp phó học tập có ý kiến là 5 phần 2, nó khác nhau. Hai ý kiến này nó khác nhau. Các anh chị thấy không? Hai dãy ảnh này rõ ràng tiến về hai hằng số khác nhau. Đó nào. Mình nói vì 5 phần 2 nó khác trừ 2. Nên không tồn tại lim của fxy khi xy tiến về trừ 1. Không. Và đó chính là điều phải chứng minh. Nha cả lớp. Đó chính là điều phải chứng minh. Thôi được rồi, có lẽ buổi đầu tiên hôm nay với lớp mình như vậy là cũng công việc là cũng đạt được cái kế hoạch như dự định rồi. Rồi chúng ta dừng ở đây. Và cái bài ghi hình của lớp học hôm nay thì tôi sẽ để cái đường link lên cái trang môn học của lớp mình sau. Rồi, chào cả lớp. Các chị có thắc mắc gì thì hỏi đi. Về cái bài tập, hàng tuần thì tôi sẽ soạn ra. Ít nhất là tôi sẽ giao cái số bài nào trang bao nhiêu để các chị biết làm việc. Đồng thời là đây là cái dạng cái môn học nó khó. Tôi sẽ cập nhật cái thông tin đó để cho lớp làm việc. Thì các anh chị có thắc mắc gì thì hỏi thêm đi.
Dạ thầy cũng bắt đầu từ từ sau thì mỗi từ mỗi kiểm tra như học kỳ cũ thầy. Không, cái môn này nó đặc biệt hơn là phải cái kiến thức nó hơi nhiều nhiều chút mình mới làm, cho nên chắc 2 3 tuần mình mới làm lần nha. Ừ, 2 3 tuần mình mới làm một lần. Rồi khi làm bài tôi sẽ thông báo trước, ví dụ như do tuần này với tuần sau, 2 cái tuần đầu chưa, cho nên là còn bao giờ kiểm tra thì tôi sẽ thông báo, tuần sau kiểm tra chẳng hạn, hoặc là ít nhất đầu giờ tôi kêu nói là hôm nay cuối giờ sẽ kiểm tra, nhưng mà thường là tôi sẽ thông báo trước một chút á. Nhưng mà trung bình là khoảng 3 tuần mình sẽ làm lần, trung bình vậy nha. Ừ, tại vì cái Có nội kiểm dung tra tự luận hay là trắc nghiệm như thế này? cái môn này thì dĩ nhiên đây do cái lớp ở đông là chủ yếu là sẽ đỡ chấm bài một chút thì tôi sẽ trắc nghiệm chủ yếu, còn khi nào tự luận thì tôi sẽ dàn trước, tuần sau mình sẽ làm bài tự luận, ví dụ vậy nha. Còn kiểm Dạ tra cảm trắc ơn. nghiệm nếu có thì cũng 5 10 câu nha, mà bé bé tí thôi, không có dài. Môn này khó, công việc nó khó. Dạ rồi, thầy cảm ơn. Rồi, rồi. Các chị nào thắc mắc thêm thì hỏi nè thêm đi. Rồi, nếu không thì chúng ta kết thúc buổi học ở đây ha. Chào cả lớp.